Mùng 1 Tết 2023 Quý Mão, mặc màu này để vận đỏ như son, mua nhà, tậu xe, tiền bạc ùn ùn kéo đến trong năm mới. Quý vị thân mến, từ lâu, yếu tố phong thủy, nhà ở luôn được coi trọng. Bên cạnh các yếu tố như bố cục, phương hướng thì màu sắc quần áo chúng ta mặc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường nhà ở và cá nhân con người sinh sống. Theo quan điểm phong thủy, màu sắc hình thành các trường năng lượng khác nhau là tương sinh hoặc tương khắc với bản mệnh của mỗi người theo ngũ hành. Nếu là trường năng lượng tích cực sẽ giúp cân bằng, hài hòa âm dương, từ đó phát huy những điều thuận lợi và hạn chế các bất lợi từ môi trường đến cuộc sống của người sử dụng và ngược lại. Năm mới sắp đến, các con giáp nên chọn lựa cho mình một màu may mắn để cuộc sống thuận lợi và hanh thông, đặc biệt là thời điểm mùng 1 Tết. Một thời điểm quan trọng được coi là quyết định vận số của cả năm, thì quý vị nên chọn màu sắc gì để cả năm đỏ như son? Hãy cùng theo dõi video dưới đây để có những lựa chọn sáng suốt trong năm 2023 Quý Mão sắp tới nhé! Mùng 1 Tết năm 2023, mặc màu này để vận đỏ như son, mua nhà tậu xe, tiền bạc ùn ùn kéo đến trong năm mới. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa phong thủy của màu sắc trong phong thủy. Ý nghĩa màu sắc là vô cùng quan trọng, màu sắc chứa đựng những sức mạnh và năng lượng riêng của chúng, đóng một vai trò rất lớn trong không gian sống và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Cũng như mọi vật trong phong thủy, màu sắc cũng có năng lượng riêng của nó. Năng lượng trong phong thủy được biểu thị dưới dạng khí và các luồng khí xung quanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Vì vậy, màu sắc mang năng lượng tốt sẽ tạo nên những luồng khí tốt, giúp cho gia chủ, chủ nhân có thể thuận lợi phát triển. Bởi vì ý nghĩa phong thủy có màu sắc gắn chặt với bát quái và các yếu tố khác, do vậy nên việc mặc đồ gì, màu gì sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến địa chi và vận khí năm mới của bạn. Mỗi màu sắc khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau và đại diện cho một yếu tố trong ngũ hành. Bước sang năm Quý Mão 2023, cùng với sự thay đổi của đất trời, vận khí của 12 con giáp cũng sẽ có những biến động nhất định. Dù năm mới vận mệnh chuyển biến tốt hay xấu, điều quan trọng là ta phải nắm bắt mỗi một cơ hội chuyển vận của mình. Một trong những phương pháp cải vận đơn giản và hiệu quả mà ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày chính là sử dụng màu sắc và các con số may mắn gắn với bản thân. 2. Màu sắc may mắn của 12 con giáp trong năm 2023. Tuổi Tý là màu trắng, ánh kim, xanh lam. Người tuổi Tý có ngũ hành thủy can khắc quý trong năm 2023 Quý Mão, có ngũ hành bạch lạp kim, thì hợp với màu thuộc hành kim như màu trắng, màu ánh kim. Đây là gam màu có ngũ hành tương sinh cho bản mệnh, tượng trưng cho sự may mắn, quý nhân giúp đỡ và có lộc về phương diện đất cát, nhà cửa. Chắc chắn sẽ giúp bạn có được sự tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định liên quan đến tiền bạc, tránh được những rủi ro không đáng. Sắc màu xanh lam được cho là sẽ mang tới may mắn đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm 2023 Quý Mão. Màu này sẽ giúp bản mệnh thêm tự tin để phát huy hết khả năng và bứt phá giới hạn của bản thân, từ đó nhận được sự đánh giá cao của quý nhân và lãnh đạo, tăng cơ hội thăng tiến. Những màu sắc kiêng kỵ mà tuổi Tý nên tránh sử dụng trong năm 2023 như là đen hoặc cam đậm. Tuổi Sửu là màu trắng, bạch kim, xanh lá, xanh biếc. Các gam màu trắng, bạch kim sẽ giúp tuổi Sửu tìm được những mối quan hệ hợp tác, làm ăn lý tưởng. Dựa vào đó, đều được nhiều lợi nhuận rủng rỉnh. Quan hệ khách hàng hài hòa cũng làm gia tăng doanh thu, tiền bạc đổ về túi ào ào. Gam màu may mắn là xanh lá, xanh biếc sẽ giúp những chú trâu khiến cho các mối quan hệ tại nơi làm việc của bạn diễn ra tốt đẹp. Bạn có thể nhận được sự quan tâm, nâng đỡ của cấp trên, đồng thời phối hợp ăn ý, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu nên tránh sử dụng các màu kiêng kỵ trong năm với mình, bao gồm là màu hồng, màu tím. Tuổi Dần là màu cam, đen. Màu cam được cho là màu sắc may mắn, đem tới may mắn cho những chú hổ trong năm 2023 Quý Mão. Không chỉ tăng cơ hội gặp được quý nhân, màu sắc này còn giúp bạn tăng cường xã giao, gặp gỡ và kết thân với nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Màu đen sẽ giúp cho người tuổi Dần nhận được nhiều sự quan tâm và dìu dắt từ những người có quyền lực tại nơi làm việc. Màu đen sẽ giúp cho người tuổi Dần nhận được nhiều sự quan tâm và dìu dắt từ những người có quyền lực tại nơi làm việc. Nhờ vậy, bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn khi năng lực cá nhân được phát huy và khẳng định. Hơn nữa, màu sắc này cũng giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong môi trường làm việc, tránh họa thị phi, khẩu thiệt từ những kẻ thầm ghen ghét. Các gam màu không mấy may mắn cho người tuổi Dần là những màu nâu, cà phê. Tuổi Mão là màu vàng, màu đỏ. Màu vàng sẽ giúp cho người tuổi Mão làm công ăn lương có cơ hội nhận được nhiều khoản thưởng hậu hĩnh. Tiền hoa hồng thăng tiến, được thăng chức nên thu nhập cũng cải thiện theo đó. Đặc biệt, bạn có thể tận dụng năng lực chuyên môn hay tài lẻ của bản thân để làm thêm, mở rộng nguồn tài chính.
Còn với người làm kinh doanh, gam màu này sẽ giúp bạn tìm kiếm thêm nhiều khách hàng tiềm năng, mức tiêu thụ hàng hóa trơn tru và nhanh chóng hơn rất nhiều. Màu đỏ được cho là màu sắc vượng công danh cho tuổi Mão khi bước sang năm 2023. Màu sắc này sẽ đem đến cho bạn nhiều cơ hội mới, được cấp trên chú ý nhiều hơn. Đặc biệt, năm tuổi Mão sẽ được sếp yêu quý và đề bạt, chỉ cần nỗ lực thể hiện bản thân thì thăng quan tiến chức là chuyện sớm muộn. Người tuổi Mão nên hạn chế các màu sắc kiêng kỵ với mình như màu xanh dương, xanh xám. Tuổi Thìn hợp với màu xanh lá cây, hồng. Xanh lá cây, xanh lục vốn là màu sắc tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, sinh sôi. Gam màu này sẽ giúp giảm đáng kể những tổn thất tiền bạc vô cớ cho người tuổi Thìn. Màu hồng sẽ có tác dụng trợ giúp cho vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn trong năm 2023 trôi đi một cách bình an và cát tường. Vạn sự như ý, một khi quyết tâm làm việc gì sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, ít gặp trắc trở và khó khăn. Những màu sắc được cho là có thể cản trở sự phát triển của tuổi Thìn trong năm Quý Mão bao gồm màu trắng, màu bạc. Tuổi Tỵ màu xanh dương, xanh nước biển, cam. Nếu người tuổi Tỵ tăng cường sử dụng màu xanh dương, xanh nước biển, bạn có thể nhận được rất nhiều cơ hội, sự nghiệp thuận lợi, vận khí, nhờ thế cũng có nhiều khởi sắc đáng kể. Những màu sắc này sẽ đem đến cho bạn thêm phần bản lĩnh, vững tâm để đương đầu với sóng gió cũng như biến động bất lợi diễn ra trong năm. Nhờ đó bạn sẽ càng tự tin và thích nghi linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Màu cam được xem là màu sẽ mang tới may mắn cho người tuổi Tỵ ở phương diện tài chính. Thường xuyên sử dụng gam màu này sẽ giúp bạn có sự khôn ngoan hơn trong việc quản lý tài chính, đưa ra quyết định sáng suốt, chi tiêu thông minh để giảm thiểu nợ nần. Để vận trình trong năm suôn sẻ, tuổi Tỵ nên tránh sử dụng các màu kiêng kỵ với mình như màu đỏ tía, đỏ nâu. Tuổi Ngọ, màu bạc, màu bạch kim, xanh xám, xám tro. Những màu sắc là bạc, bạch kim sẽ mang tới cho bạn sự thông thái để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, cũng như sự khéo léo để tìm kiếm đối tác, chiếm lòng tin của khách hàng. Đặc biệt những người tham gia đầu cơ, chứng khoán cũng sẽ gặp nhiều may mắn khi sử dụng các gam màu này. Chúng sẽ giúp bạn có những phân tích, nghiên cứu thông minh, tăng tiến tài sản dễ dàng hơn màu xanh xám, xám tro, được cho là sẽ giúp sự nghiệp của con giáp này thăng tiến nhanh chóng. Chỉ cần bạn dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho công việc, bạn không chỉ được sếp đánh giá cao mà còn được vị trí và mức lương lý tưởng. Các màu sắc kiêng kỵ mà tuổi Ngọ nên hạn chế sử dụng trong năm 2023 là màu tím thẫm, màu hồng đất. Tuổi Mùi, màu nâu nhạt, màu xanh lục. Màu nâu nhạt sẽ giúp người tuổi Mùi thêm khéo léo trong các mối quan hệ, thu hút thêm nhiều khách hàng cũ và mới. Với nguồn tiêu thụ đều đặn, việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển vượt bậc, mong muốn mở rộng quy mô cũng dễ dàng trở thành hiện thực trong năm nay. Lợi nhuận tăng vọt, màu xanh lục sẽ giúp tuổi Mùi thêm tập trung khi làm việc, hạn chế bị các tác động bên ngoài làm phân tâm hay lo chuyện bao đồng. Nhờ thế, bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, duy trì niềm tin với đồng nghiệp và cấp trên. Người tuổi Mùi nên hạn chế các màu kiêng kỵ trong năm 2023 là màu đen, màu xanh đen. Tuổi Thân là màu vàng mơ, màu nút và màu đỏ. Những gam màu nhẹ nhàng như màu vàng mơ và màu nút sẽ mang tới nhiều vượng khí cho người tuổi Thân ở phương diện tài lộc trong năm 2023. Các màu này sẽ giúp bạn thêm phần xông xáo, chủ động tìm kiếm cơ hội, mọi sự ắt thành công. Người làm công ăn lương sẽ nhận được sự trọng dụng của cấp trên nên sau những biểu hiện xuất sắc khi vượt qua khó khăn. Còn người kinh doanh cũng thêm phần suôn sẻ trong quá trình hợp tác làm ăn. Việc mở rộng thị trường buôn bán cũng được người khác giúp đỡ. Màu hồng đỏ sẽ giúp người tuổi này thêm quyết tâm và tự tin hơn khi đứng đầu trước những sóng gió bủa vây trong năm này. Bạn có sự nhạy bén hơn trong việc phát hiện và nắm bắt cơ hội phù hợp. Hơn nữa, gam màu này cũng giúp bạn tránh được những chiêu trò, chơi xấu, hãm hại từ kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở. Thái độ làm việc nghiêm túc và cống hiến hết mình của bạn được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Nên dù trong năm có vất vả mà không ít lần chầy chật thì vẫn không khiến bạn từ bỏ mục tiêu của mình. Tuổi Thân trở nên sử dụng quá nhiều các màu kém may mắn của mình trong năm 2023 như màu xanh lá hay xanh đậm. Tuổi Dậu màu xanh lơ, vàng kim. Màu xanh lơ sẽ giúp bạn dễ gặp được quý nhân trong quá trình tích lũy làm giàu. Dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của đối phương, bạn có nhiều cơ hội tốt để phát triển khách hàng, nườm nượp, thuận lợi liên tục đổ về túi. Màu vàng kim có thể mang đến vượng khí quý nhân cho người tuổi Dậu ở phương diện công việc trong năm 2023. Màu sắc này cũng giúp điều hòa các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, giúp bạn luôn có những trợ giúp kịp thời từ người bên cạnh nên dễ dàng phát tài, thăng chức, tăng lương như mong đợi. Đối với những người ở vị trí cao, màu vàng kim sẽ giúp tài năng lãnh đạo của bạn được thể hiện một cách hiệu quả. Có những người cấp dưới tận tâm và hết mình có thể đào tạo ra nhiều nhân tài có năng lực cho công ty.
Năm 2023, các màu sắc kiêng kỵ với tuổi Dậu bao gồm màu nâu đất, màu đỏ thẫm. Tuổi Tuất, màu vàng, đen. Trong năm 2023, người tuổi Tuất tăng cường sự hiện diện của gam màu vàng trong cuộc sống của mình, sẽ giúp đường tài lộc của mình có nhiều khởi sắc tốt đẹp. Các nguồn thu cả chính và phụ đều tăng lên, bạn nhận được những khoản lợi nhuận rủng rỉnh nhờ sự cố gắng của bản thân trong công việc. Lương không những được tăng mà còn làm ăn như diều gặp gió. Người tuổi Tuất sử dụng màu đen sẽ thêm phần mạnh mẽ, dứt khoát và quyết liệt trong công việc. Khi đứng trước các quyết định quan trọng, bạn sẽ có thể đưa ra lựa chọn phù hợp và tốt nhất cho bản thân. Những gam màu được cho là kiêng kỵ với tuổi Tuất trong năm 2023 bao gồm màu hồng phớt, màu nâu bò. Tuổi Hợi hợp màu vàng chanh, vàng tươi và màu đỏ. Màu vàng là biểu trưng cho sự giàu sang, phú quý, phồn thịnh nên sẽ đem đến may mắn về tài lộc cho người tuổi Hợi ở năm 2023. Nhất là các tông màu như vàng, chanh, vàng tươi sẽ giúp bạn trúng đậm đấy nhé. Đặc biệt phù hợp cho những người đang có ý định mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Màu đỏ vốn thuộc gam màu nóng, mang năng lượng dương mạnh mẽ, tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, phú quý. Một gợi ý nhỏ mà bạn có thể sử dụng một ngọn đèn đỏ ở hướng nam trong phòng làm việc, hay đặt một miếng giấy màu đỏ lên điện thoại hoặc là máy phát, hoặc có thể trang trí những chi tiết màu đỏ trên tường hoặc bàn làm việc sẽ giúp cho công việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn, mở ra cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, hãy kết hợp với việc trồng cây xanh sẽ cực kỳ thuận lợi vì mộc và hỏa tương thích lẫn nhau sẽ thu hút tài lộc đến cho công việc của bạn. Năm 2023, tuổi Hợi nên tránh các màu sắc kiêng kỵ với mình, bao gồm màu xanh đen, màu xám bạc. Như vậy, video ngày hôm nay hy vọng phần nào giúp đỡ các bạn có những thông tin hữu ích, chuẩn bị cho quý vị thêm hiểu biết về màu sắc hơn, phong thủy để ứng dụng trong giải trừ những hung hiểm trong năm mới. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe những câu hỏi, thắc mắc của quý vị. Hãy comment bên dưới để ban biên tập giải đáp chi tiết và cụ thể trong thời gian sớm nhất có thể. Đừng tiếc một like và đăng ký kênh, bấm vào quả chuông theo dõi để nhận được những video sớm nhất về vận mệnh của mình trong tương lai. Chúng tôi xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.